Cát Tường xin chào đón quý vị. Và Tường đã vào vị trí của mình rồi. Y như Tường nói, thấy chưa, bạn trai đang ngồi chờ đợi nãy giờ. Bây giờ Tường sẽ ra bên ngoài mời bạn gái tham gia chương trình ngày hôm nay vào đây nha. Rồi, mời em. Rồi, ngồi đây cưng ơi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống rồi mở mặt nạ ra. Mở mặt nạ ra đi bạn trai ơi. Rồi, chào hai bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho đối phương nghe về bản thân mình nha. Bạn trai giới thiệu trước nè. Dạ, em chào chị Tường. Em là Trần Ngọc Toàn. Em đến từ Quảng Ngãi. Hiện tại công việc của em là về bán hàng bên thẻ game. Em đang ở bên Thủ Đức mà gần bến xe miền Đông. Em sinh năm 90. Rồi, mời em gái. Xin chào chị Tường và khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trang, em ở Tây Ninh và đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Em năm nay 27 tuổi. Bình Dương đoạn nào em? Bình Dương ở đoạn Thuận An. Biết không em? Có nghe chị, nhưng mà Google chỉ giùm không? Rồi, còn gì nữa? Em năm nay 27 tuổi, em đang làm việc chăm sóc khách hàng, phòng thí nghiệm ở huyện Thuận An. Có hay lên thành phố chơi không? Dạ, cũng hay. Em mới giờ về Bình Dương khoảng 6 tháng. Ủa, vậy trước đây em ở đâu? Trước đây em vẫn ở thành phố. Ồ, tại sao giờ về Bình Dương? Là ở cho gần với tiện chỗ làm. Chưa có gì níu giữ ở thành phố. Nếu bây giờ có gì níu giữ thành phố, mình có quay lên lại thành phố không? Chắc có lẽ là để suy nghĩ. Nhưng mà giờ gia đình mình là ở đâu, ba mẹ là ở đâu? Ba mẹ thì ở Tây Ninh. Nói chứ sống mà bây giờ hả, cuộc đời nó vô thường lắm em. Dạ. Nếu mà có được cái để mình vương vấn, cái đó là quý lắm. Dạ. Cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, em thì em thấy mình là thẳng tính, nhiệt tình. Dạ. Thì kéo theo là điểm yếu là nhiều khi thẳng tính quá thì mình không được khéo léo gì. Rồi em có thích và giống như là đam mê luôn á, về thể thao, đá banh, đá cầu, không hút thuốc, ít rượu bia. Mà sao tướng mỏng manh quá vậy? Chắc đá nhiều quá, lấy không nổi. Trời đất ơi, có thể là do sống một mình nữa, không có người chăm sóc, rồi ăn uống cơm hàng cháo chợ đúng không? Có nấu nướng ăn uống gì ở nhà không? Dạ, cũng có nấu vậy. Rồi điểm yếu gì không? Tật xấu gì không? Hết rồi chị. Rồi, bên đây điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, hay sáng tạo trong cái món ăn, cũng được mọi người có thể chấp nhận được. Chấp nhận được. Nhược điểm là hay nóng tính, cũng hơi thẳng tính xíu. Về tình duyên thì như thế nào? Tính đến thời điểm này thì đã qua 27 mùa xuân, nhưng chưa có mùa xuân nào gây ấn tượng cả. Chưa có một mối tình nào chính thức hết. 27 mùa xuân hơi nhạt. Có thích ai không? Có để ý ai? Có yêu thầm ai không? Ngay cả tình đơn phương cũng không. Nhưng mà ủa sao kỳ vậy? Em dễ thương mà. Trong các mối quan hệ thì em hơi sợ hôn nhân, cho nên là em không có dám. Ủa sao sợ hôn nhân cơ? Thì xung quanh em thì có hôn nhân nó không có được hạnh phúc lắm, cho nên là em kể người ta chứ. Trời ơi, người ta khác mình khác chứ sao cơ. Em chưa thấy cái hạnh phúc ở trong hôn nhân đó, cho nên em chưa có. Có chơi thân với cô bạn gái nào không? Có. Bạn có một người bạn trai cũng quen là nhiều năm, xong rồi cũng chia tay. Có khi nào em với bạn gái đó thích nhau không? Mọi người vẫn thường nói em với bạn ấy là bồ với nhau. Mà có phải vậy không? Dạ không. Có khi nào em cảm thấy là em có cái cảm xúc gì với phụ nữ không? Tại vì em hơi sợ hôn nhân. Đó, thường thường mấy người mà sợ hôn nhân nè, rồi mấy người mà bị đàn ông ruồng bỏ nè, bị đàn ông chơi xấu nè, là thường hay bất mãn đàn ông, cái chỉ có phụ nữ mới mang đến hạnh phúc cho nhau á. Có khi nào em nghĩ vậy không? Em chưa nghĩ tới lúc đó. Ngoài cô bạn gái đó ra có nhiều cô bạn gái khác nữa không? Cũng có. Cuộc sống thì hôn nhân thì cũng... Trời ơi, sao xung quanh em toàn những người phụ nữ bất hạnh không vậy em? Chết rồi. Cô này tôi phải xét test lại giới tính nha. Có khi nào em rung động với một chàng trai nào chưa? Em chưa có rung động ai hết, cho nên bây giờ em muốn thử coi em có thể rung động được ai không? Em coi coi phim bộ, có thấy mấy cảnh nam nữ hôn nhau trong người em có cảm giác gì? Lúc đó những cái cảnh mà hơi nhạy cảm đó, thì em sẽ không có xem. Mấy cảnh lãng mạn thì em xem, cái lúc mà họ giao tiếp thì thích. Rồi ví dụ coi tình yêu ta gãy đổ chia tay, em có buồn, em có khóc gì không? Không. Từ khi mà em thấy hôn nhân gãy đổ nhiều quá, em coi nhiều quá em cũng mệt, cho nên là em không có xem nữa. Chết rồi, cô này tư duy hơi bị mệt rồi nha. Sau khi nghe bạn gái chia sẻ về tình yêu em thấy như thế nào? Em hy vọng sẽ thay đổi được cô ấy. Hy vọng em rất là lớn lao, chị cũng hy vọng là em đạt được cái hy vọng của em. Thế còn em, tình trường sao? Em thì một người từ thời sinh viên. Quen cho giống người ta thôi, cho có thôi. Quen được 3 năm rồi, hơi tiếc. Quen 3 năm mà sao không tiến tới? Tiếc là gì? Nụ hôn đầu đời để bị bạn nữ cướp. Cái gì? Tiếc. Nụ hôn đầu đời để bị bạn nữ cướp. Bạn ấy còn cướp cái gì của em nữa không? Đã chưa, em còn dừng kịp. Em nhớ cảnh cướp của bạn ấy không? Trong một đêm mà em không nhớ anh
như là một đêm luôn hả? Trăng và sao chị? Đêm nay cũng có trăng sao đó. Rồi sao nữa? Rồi hai người nói chuyện rất là bình thường, nhưng đột nhiên nhanh quá em đỡ không kịp và xong luôn. Cảm nhận như thế nào? Lạ chị. Phê không? Hơi phê. Chị đâu phải bị cướp, cái đó là đâu phải bị cướp. Bị cướp cái gì? Nhưng mà quen bao lâu là cô cướp? Tầm khoảng 4-5 tháng á. 4-5 tháng là cướp rồi. Tại sao 3 năm mà chia tay? Nghĩa là sinh viên rồi quen không có tính lâu dài. Chỉ quen cứ tới đâu hay tới đó thôi. Rồi khi mà ra trường rồi mình cũng lớn rồi mà bà ấy cũng lớn nhưng mà sự nghiệp mình chưa có gì. Bạn nữ thì không thể chờ mình được. Trời ơi, cũng ít oi quá ha, nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn bên đây. Người ta cũng bị cướp hôn rồi, người ta cũng có được 3 năm yêu nhau rồi. Còn em nhạt quá em nha. Cố gắng hôm nay coi cho chút muối vô cho cuộc đời mình nha cưng. Cố lên nha. Dạ, tại nhà em bán muối nhiều quá. Để thanh xuân trôi qua phí quá em ơi, phải yêu vô. Yêu nó có nhiều cung bậc cảm xúc, có thể có hạnh phúc, có thể có đau khổ nha. Chứ đừng nghe chị Tường tưởng đâu yêu là hạnh phúc không, không có nha. Chị Tường nói thẳng luôn, tình yêu nó sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Yêu đương, giận hờn, rồi tha thứ, rồi chia tay. Hôm nay quyết chiến, quyết thắng nha. Dạ, đã đến lúc em tìm người nghiêm túc rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Hiểu ý, có thể nói chuyện trò chuyện vui vẻ với nhau mà kiểu mà em thích cái kiểu mà vui á, thích hài hài cho cuộc sống nó màu sắc hơn. Dạ, vui vẻ. Em hỏi gì là phải có thể trả lời với em cái đó, hoặc là nếu mà chưa biết thì có thể tìm hiểu rồi trả lời sau cũng được. Không thích kiểu im lặng, thích nói nhiều. Không, anh này có vẻ không có im lặng đâu, trời dân marketing mà. Ngoại hình cao trên 1m67 cho nên chết cha rồi, bên này chắc không tới rồi. Nay cao bao nhiêu, nói thật đi. 1m6 chị. 1m6 à? Cũng có thể chấp nhận được. Mặt ốm mà đều được. Này hơi nhỏ con, nhưng mà dân thể thao đó, ngồi tôi thử coi ốm có yếu không vậy thôi. Thể thao vậy phải em phải rèn. Rèn, nuôi dạ. Nuôi cho ăn. Em chấp nhận rèn. Bên đây thích nấu ăn nè, cứ nấu rồi bên đây ăn cho là được. Là chịu khó làm thử. Nếu mà có yêu thì nói cho em biết, khi mà không yêu nữa thì cũng nói cho em biết là không yêu nữa. Văn minh. Hắn. Dạ. Ok, hy vọng. Chị dạ, cũng hy vọng dạ, hôm nay ha. Thế còn em, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Vui tính chị. Vui, bao vui, cảm quan xúc tâm. Quan tâm với người khác. Được. Dạ. Ngoại hình thì tầm em, tại vì em không được cao lắm thì tầm 1m55 là được rồi. Em cao nhiêu em? Dưới 1m đó. Tôi thấy cao mà. Dạ, biết nấu ăn là có điểm mạnh rồi. Dạ. Rồi. Ngoài ra nếu mà chăm sóc cái hàng là em cũng thích. Tại vì em muốn là sau này người vợ của mình á có thể làm có một cái shop hoa hay là cái gì đó có kinh doanh mà đỡ phải vất vả ra ngoài. Có nghĩa là thích mua kinh doanh ở nhà để chăm sóc gia đình luôn chứ khỏi mất công đi làm phải không? Ý là vậy phải không? Cũng làm nhưng mà khỏi phải ra ngoài. Được không em? Em xin ý kiến xíu là em làm có thể làm việc nhà được nhưng mà em không có giỏi là người phụ nữ đảm đang của gia đình lắm. Không có cần phải quá đảm đang. Dạ. Chỉ cần là đỉnh tệ quá là được rồi. Còn hai vợ chồng phải san sẻ công việc với nhau. Tại em thì hay có tính trẻ con. Yêu đi rồi nó sẽ trưởng thành cưng. Đâu đâu đưa cho coi mượn mấy cái tấm hình coi. Rồi, dễ ẹt à, kiếm cổ đi, cổ ở trọng đó. Cổ em dễ hơn đó. Hình sao gái không vậy trời ơi, đưa tấm hình đi kiếm bạn gái mà không toàn con gái không. Kiếm đi, đừng có nói nhìn tấm hình mà chọn mấy cô gái nha. Chết với tôi à. Xác định giới tính rõ ràng nha. Khó cái gì đâu mà khó. Đâu, chọn anh nào? Anh này. Tại sao chọn anh đó? Tại nãy chị nói là ốm. À, ốm yếu nhưng mà cũng khỏe mạnh. Để lát chị chơi tập thể thao là được. Thử coi sao, rồi cứ giữ nguyên hiện trường đó đi. Có chưa? Nhiều cho cô một cái gợi ý đi. Hơi thấp xíu. Mang giày có quai hậu. Trời, ai cũng có quai hậu hết trơn, thôi đáng chọn đi cưng. Cảm nhận của mình thôi, ba cô mặc đồ y chang nhau luôn. Mang giày y chang, cô này cao. Cô này cao, dạ, mình loại cô này ra. Còn hai cô hai bên chọn đi em. Cô này cao gót thì chắc là thấp hơn. Đã thấp, cao gót đã thấp rồi. Thì chọn cô này chị, em chọn cô này. Chắc chưa? Chốt luôn. Chọn cô nào tôi gả cô đó nha. Chắc chưa? Rồi cầm mình nó đi. 1, 2, 3. Mở ra. Sao cưng? Sao? Gần đúng chị. Gần đúng hả? Chị có ba cô mà anh vẫn chọn chưa đúng. Gần đúng em ơi, gần đúng rồi. Bị phạt sao em? Khám sức khỏe em. Dạ. Thục dầu hít đất, em chơi món nào? Bác sĩ mới khám được. Hít đất đi chị. Hít đất đi cưng. Mấy cái em? Nếu mà chương trình cho phép thì 50 cái được. Hốt sáng hết luôn. Em ơi,
hốt xác nó luôn á cưng. Thử sức của anh. Thôi bây giờ sức em làm được nhiều, nhiều hết mình bao nhiêu. Để còn sức đàn nữa, nếu đem đàn theo định hát đàn tặng em nữa nè. Mà nở lòng nào em quất cái quá mạng. Rồi làm đi cưng. Rồi em đếm đi nha. Dạ. Chị nào em cảm thấy người ta sắp ụp mặt em nó ngưng đủ nha cưng. Em chuẩn bị đuổi anh đi. Đếm giùm em nha. 2 3 20. Được anh. Để dành sức anh làm đi. Được không em? Nhìn sắc mặt coi. Giờ đang nổi không cưng? Thôi giờ tặng quà trước nè, tặng quà trước nè. À, khoan để em hỏi á. Hỏi nữa hả? À, hỏi nha. Hỏi đúng mới tặng, còn không đúng đem có hoa về hả? Dạ. Ngày vui rồi đó, chị không biết sao cho thấy vui vậy. Hỏi đi. Anh được bao nhiêu phần trăm trong kỳ vọng của em? Ngoại hình á. Em thì không quan trọng về ngoại hình. Em chỉ quan trọng là bên trong thôi. Bên trong thì chưa biết đâu, giờ dạ. Mới bên ngoài thôi. Mở cái cửa ở bên lên ngoài nè. Thì khoảng 90%. Cái gì dữ vậy bà? Đừng có mê trai quá nha. Dạ không ơi đi. Tại 27 cái xương rồi chứ. 90% rồi đó hả? Dạ. Rồi chúc mừng em, hy vọng của em sắp thành sự thật rồi. Thời tiết mục của em vậy mới tặng hoa vậy. Vậy nếu anh đánh giá em dưới 50% thì sao? Bó hoa có tặng không? Cũng tặng chị ạ, nhưng mà nó không được vui bằng chứ. À, rồi vui rồi, vui rồi, vui rồi, tặng qua trái tim đi cưng. Anh tặng em bó hoa này nhân ngày đầu gặp nhau. Cảm ơn. Hy vọng em thích nó. Cảm ơn ạ. Rồi, vui rồi, vui rồi. À, em cũng có món quà tặng anh. Anh có thể gỡ nó ra. Mở ra coi. Đó là công sức của em đó. À, kỹ quá. Bà gói chị kỹ vậy bà. Cho anh có công sức xíu. Rồi. Công sức của em là công sức gì trời? Công sức gói quà hả? Cho tìm sách đó chị. Anh chính là thanh xuân của em. Wow, rất ý nghĩa, anh cảm nhận như thế nào? Anh thấy quyển sách như thế nào? À, anh thích từ thanh xuân. Chưa biết trước điều gì nhưng mà anh hy vọng nó giống như cái từ cái quyển sách này. Cô em có thích trai đánh đàn được không em? Dạ thích. Thích hả? Dùng nhạc cụ là em thích. À, chị hình nhà hồi trẻ chị cũng mê lắm. Có mấy anh ôm đàn hát cho chị nghe là chị chết queo rồi đó. Tại em mê đến nỗi mà em phải tự đi học. Rồi. Rồi để anh, để em mua lửa xíu chị. Mua lửa. Hát rồi em sẽ biết tên xong nha. Cùng mắt mong trên rừng đường sơn hai ai đâu xa thầm đường ra trần mùa này đẹp lòng trường sơn đông nhớ trường sơn tây. Ăn hết. Vậy thôi đó hả? Trời ơi, ông hát cái bài ổng đàn một gam một không nhúc nhích. Một cái gam một. Em cũng ráng chú ý cả, có đổi. Không đổi mà được một cái gam thứ hai luôn. Gõ cốc 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 ngừng. Hát nữa đâu có biết. Mới tập tới đó à. Mới tập đúng không? Mới tập hồi tối thì. Biết đàn không cưng? Làm khúc coi, em nói em đi học đàn mà. Nhưng mà lâu rồi. Em ráng 2 gam cho chị nha. 2 gam mới đờn nha. Một gam là nhục lắm luôn á. Người cũng ráng theo dõi từ đầu tới cuối. Tôi thấy ông không đổi một gam nào. Tại lâu rồi em không có cầm đàn nữa. Em làm đại mấy câu. Rồi làm đại mấy câu đi. Hy vọng là được câu. Hy vọng có chuyển gam. Thấy vui rồi đó. Thôi em hát chay đi. Không có bỏ qua đi cưng. Hai đứa về ôn đàn rồi tập đàn lại cho nhau nghe nha. Còn thấy hai đứa vui rồi đó. Thôi được rồi. Bây giờ chị Tường đi ra ngoài. Tường mời hai đứa sẽ thưởng thức một bữa ăn rất là ngon của nhà hàng. Vừa ăn vừa trò chuyện ha. Yeah. Xin mời hai bạn thưởng thức ha, món ăn trời ơi hoành tráng quá, hấp dẫn quá, vừa vui vừa được ăn ngon. Lát có bạn trai bạn gái dắt về luôn nè. Đây là món gỏi thái hải sản nè, dồi dê nướng nè, chả giò, trứng muối tôm tươi, gân cá ngừ chiên muối. Mời hai bạn thưởng thức món ăn của nhà hàng nha. Gà lăn lên nha, người ta đút tôm cho bạn gái ăn kìa nha. Vui nha. Dạ, rồi chúc hai em ngon miệng. Cảm ơn chị. Anh mời em ăn nhé. Dạ. Tranh thủ cho nãy giờ đói lắm. Anh cuối tuần thì anh có thường rảnh là thứ bảy với chủ nhật à. Thứ bảy chủ nhật thì thường em về nhà ở Tây Ninh. Quen lâu lâu chắc anh xin về Tây Ninh thăm Tây Ninh. Anh có địa lý trên đó nhiều lắm. Từ Thủ Đức đến Tây Ninh thì cũng gần lắm à.
Vừa rồi mới đi Tây Ninh xong, thấy trên đó ai cũng thân thiện. Tương lai là anh muốn lập nghiệp trong này luôn. Mình tranh thủ ăn nha, ăn cho hết nha. Dạ. Em có hay đi xem phim hay gì không? Có, mà đi với bạn gái thì nhiều. Anh hy vọng em là người đầu tiên anh đi. Hồi giờ anh chưa có biết đi xem phim. À, điều đó thì em sẵn sàng. Em có thích chơi thể thao không? Em rất là thích, mà chưa bắt cặp được với ai rảnh để đi với mình. Để anh bắt cho. Nhưng mà em thích cầu lông hơn. Cầu lông anh cũng có bộ sẵn ở nhà mà ít chơi, tại vì không có người chơi. Em sợ con trai lắm hả? Có ai hù anh chưa? Có hù thì cũng nhiều sợ lắm. Thường thì bao lâu anh về quê một lần? Tầm tháng, hai tháng rảnh là anh về. Tại vì bố mẹ cũng lớn tuổi rồi. Em thích đi phượt gì không? Em rất thích đi phượt. Em thích biển không? Anh rất là thích biển. À mà em biết bơi không? Em thích biển mà em không biết bơi. Để anh chỉ cho. Em biết bơi nhưng mà bơi ốc thôi. Bơi ốc là bơi làm sao em? Cứ vô bờ là hành bơi ốc. Rồi em chỉ anh cách bơi ốc nha. Bơi đó dễ mà, chỉ cần xuống nước rồi vô bờ thôi. Anh thường anh nấu ăn thì anh nấu món gì? Canh kho, canh kho trứng luộc, đặc biệt là mì tôm là nấu dễ nhất, nhanh lắm. Mì tôm là món nấu nhanh nhất luôn á. Nãy giờ có gì vui không? Dạ. Vui không? Chưa phát hiện ra điều gì. Nãy giờ rung quá, ngồi rung quá. Rung quá hả? Ủa sao nãy có chị ở đây vui lắm mà. Chị đi rung. Chị đi rung hả? Rồi nãy giờ có tâm sự được gì với nhau chưa? Quan điểm của em trong tình yêu là như thế nào? Anh tình yêu là thẳng thắn nha. Em là anh thích là trước khi người ta kết hôn á là vui vẻ. Sau kết hôn lại ở trong một nhà người ta giống như là thân quen quá người ta không còn cảm giác như trước, thì anh nghĩ là sau này nếu mà về được xây làm hai cái phòng, em phòng anh phòng, ý là hạn chế ở gần bên nhau. Anh nghĩ vậy. Em đồng ý vậy luôn á hả? Em muốn được, em muốn cái gì, tại vì em chưa có. Thôi rảnh quá ha anh chị. Người ta muốn lấy chồng, lấy vợ là để người ta có cái người ở bên cạnh. Để người ta đêm hôm người ta ngủ, người ta nằm lên vòng tay nhau, người ta ngủ. Tối người ta ngủ, người ta hung tráng nhau. Sáng mở mắt, ta hung tóc nhau, chúc nhau một ngày tốt lành. Tự nhiên hai đứa ngủ hai phòng lấy nhau chi với cha, mẹ. Và phong cách, còn riêng cách. Với mình á. Tới già mà như vậy còn chưa được nữa. Tôi là tôi không có thích mấy người mà già rồi mà sống riêng phòng là tôi cũng không thích nữa. Vợ chồng là sống tới nhau răng long đầu bạc, đến già đến chết luôn. Đến già đến chết, em thấy những tấm hình trên mạng mà gây gọi là sự xúc động không? Nghĩa là hai ông bà lão bệnh nằm trên giường bệnh rồi mà tay ta vẫn còn nắm tay nhau như thế này. Yeah. Người ta nói là lia thiêu quen chậu, vợ chồng quen hơi. Sống với nhau đầu tiên là tình yêu, hết cái tình yêu đó là sẽ cái nghĩa. Mà làm sao có cái nghĩa là phải ta nói thành thói quen. Đi đâu mình cũng nhớ thì như vậy mới gắn kết được. Còn mà ngủ riêng thì làm sao thấy được những cái đó, làm sao có những cái cảm xúc đó, tư duy bị lệch lạc rồi. Yeah. Em ghi nhận. Tìm hiểu đi, trải nghiệm đi. Trời, hai đứa này nó chưa có yêu, nó không có hiểu cái gì hết. Khi yêu nhau là không bao giờ muốn rời xa nhau một giây phút nào hết trơn á. Ngủ mà lâu quay qua mà không ôm cái là tôi đã giận rồi, huống chi mà ngủ riêng phòng. Ngủ riêng phòng làm gì? Tâm sự nói chuyện. Tâm sự với ai? Nhắn tin, nhắn tin chị, nhắn tin. Nhắn tin nằm hai phòng nhắn tin cho nhau hả? Không, vậy mình sẽ làm thêm một phòng thứ ba. Phòng ba là hai người ở chung phòng đó. Còn nếu mà có gì đó thì mình làm hai cái giường. Hai cái giường mình dán cái màn thôi. Rồi tôi cũng ráng để coi hai đứa lát bấm nút lấy nhau nha. Rồi khi nào đám cưới xong cho rước tôi về nhà tôi coi, tôi căm thử cho tối hai đứa ngủ riêng hay ngủ chung nha. Thôi tôi chán hai người này quá rồi. Bóc bài đi. Được mấy lá vậy? Một lá. Một thôi, đọc lớn lên coi chồng nói gì. Xin phép được nắm tay người đối diện và cảm nhận ôi sữa thành hôn nữa. Gì? Nắm tay. À, em xem nè, anh nói thiệt nha. Thì làm đi, xin phép đi. Xin thì phép không biết cho không nữa chứ. Anh thì phải xin nói. Xin sao ta cho, ta rõ ràng ta ghi chữ xin phép. Chứ khi nào mà ta kêu là hãy qua nắm tay á, còn cái này là ta kêu là xin phép. Em có thể cho anh nắm tay để nói được cái cảm nhận khi sao, mà anh gặp em. Sao đơn giản quá, có thể thay đổi xíu được không? Phải nói sao cho người ta nghe, ta mát ruột, mát gan chứ. À, hôm nay gặp em, anh cảm thấy rất là vui. Tại vì có một người đồng cảm với mình. Anh sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn nếu mà được nắm tay của em. Vậy em sẽ thử. Cũng khá hợp lý, cũng khá được, khá ổn. Rồi, nắm đi và cảm nhận. Tim đập nhanh không anh?
là bình thường chứ. Không thấy nhanh mà rối. Hơi hồi hộp xíu thì. Ai hồi hộp? Em. Hồi hộp như thế nào? Khó tả. Tả nhanh nhanh đi chứ nắm tay hơi lâu rồi đó. Anh thấy tay ấm. Có thể là em là người rất là nhiệt tình, sống tình cảm. Thì anh rất là hai người nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Hay quá, từ cái nắm tay ra cái cơ hội luôn ra chỗ cơ nữa. Anh nắm cơ hội cũng dẻo lắm, dẻo miệng lắm, được rồi. Rồi mời em gái. Cái này nó sai. Mình đọc lên, đọc lên, đọc lên. Sai tôi cho rút cái khác. Theo bạn, đêm tân hôn có ý nghĩa quan trọng thế nào? Có gì đâu sai, đúng quá rồi chứ sai gì. Nó hơi cao so với cái tầm của em hiểu. Em ráng đi em. Thì em theo như em nghĩ đêm tân hôn nó quan trọng như thế nào? Đêm tân hôn thì hai vợ chồng làm gì? Nói chuyện tâm sự với nhau. Tâm sự chuyện gì em? Tâm sự mình có cả đời để tâm sự, đêm tân hôn mình làm cái gì chứ mình tâm sự chi em? Em chưa nghĩ đến cái chuyện này nó như thế nào. Đêm tân hôn thì hai người lên giường ngủ thôi. Chứ phải hai đứa ngủ hai giường ha. Em chỉ nghĩ đơn giản vậy. Có làm gì không em? Làm gì thì em chắc lúc đó em mới biết được, chứ giờ em chưa có nghĩ là cái đêm tân hôn là sẽ như thế nào. Thế em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Sống thử thì em có hơi dạ xíu là em không. Nếu mà sống thử mà như quan điểm của ảnh á thì có thể sống thử được, tại vì hai giường hai phòng cách. Nói vậy thôi em ơi, hai giường hai phòng gì, nó cũng leo qua phòng em trước rồi nó ngủ xong rồi nó mới về phòng nó ngủ, hiểu không? Anh thuộc người dễ thay đổi không anh? Là như vậy đó, ý là như vậy đó, có nghĩa là không muốn ràng buộc, nhưng mà nó sẽ mò qua phòng em, rồi chừng nào nó xong việc rồi sao nó về phòng nó ngủ, không muốn sao bị kiểm soát sau khi đã ấy ấy, chứ không phải hai đứa ngủ hai phòng là hai đứa không có ấy ấy, hiểu không? Em mở rộng tư duy em ra xíu đi, em đừng nghĩ đàn ông nó đơn giản vậy, hiểu không? Hiểu không? Còn bây giờ cái quyền quyết định là ở hai bạn. Mình sẽ đặt tay vào cái nút bấm này. Và cái nút bấm này là nút bấm để hẹn hò, để chính thức tìm hiểu nhau. Nếu được chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm chị Tường, đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý thì chúng ta lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Hôm nay sao tôi đếm với 1 không bấm rồi. Nó hơi nhảy, bên em hơi nhảy. Nhảy đâu nhảy, cái nút này nó mạnh lắm, phải nút cảm ứng đâu mà nhảy. Lúc nói chuyện thì đã có quyết định rồi, chứ không phải là trong lúc ba tiếng đếm của chị. Thí dụ như em bấm mà bạn gái không bấm thì em nghĩ sao? Em chưa đủ thuyết phục. Thì sẽ thuyết phục thêm. Quá hay, xin mời hai bạn đứng về bên đây. Nắm tay nhau đây hai bạn. Cũng khá xứng đôi đó, cũng được, không đến nổi. Nuôi cho bên đây mập béo lên chút xíu. Về hai đứa nhớ tập đánh đàn cho nó hay hay chút nha. Mốt có đàn này đổi gam nha. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Anh xin phép được hôn em nhé. Chị má hả? Chứ em muốn hôn đậu. Đẹp đôi đó, hy vọng là đây chỉ là mới cái tín, đây là tín hiệu đầu tiên thôi. Rồi hy vọng một ngày gần đây thôi, 6 tháng 1 năm nữa ha, nhận được tin vui của hai bạn nha. Cái tôi hiện tại quê là mình ở Vĩnh Long, còn hiện tại là mình đang buôn bán ở Trà Vinh hả chị? Dạ đúng rồi, chợ Càng Long, Trà Vinh. Chợ Càng Long, Trà Vinh. Rồi, thì chị bán sỉ hay bán lẻ chị? Bán lẻ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu mình là gì? Mình đang ở Trà Vinh với ai? Ở với mẹ. Rồi mình chủ động mình nói đi chị. Tụi em không có hỏi tiếp tục ha. Mình chị chia sẻ tự chủ động để giúp em ha. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì chị ơi? Điểm yếu là gì? Hơi bị rung trước đám đông. Yếu là hơi bị rung trước đám đông. Còn điểm mạnh? Điểm mạnh thì không biết điểm mạnh. Điểm mạnh thì ví dụ như ca hát, nhảy múa, có cái tài lẻ gì không, hay là nấu ăn được không, hay là yêu trẻ con, yêu động vật, cái gì đó, những cái điểm mạnh, những cái thế mạnh của mình. Nấu ăn thì biết nấu, nhưng mà nêm nếm không được ngon, thích trẻ con. Rồi hát hò gì được không chị?
chứ không. Trời ơi, gái miền Tây là phải biết hát chứ. Gái miền Tây thì cũng có nhiều người chứ, đâu phải nhà cũng biết hát. Rồi không hay biết hát thì lên trên chương trình thì làm gì tặng bạn nam trên sân khấu đây? Bạn nam hát tặng mình làm gì tặng bạn? Múa phụ quả. Múa phụ quả hả? Rồi ừ, do lên trên múa phụ quả luôn. Rồi tình trường của chị như thế nào rồi? À, tình trường là mình có gia đình nhưng mà thôi cách nay là 13 năm chưa có con. Thì cũng ba năm qua cũng không hay. Ừ. Hả? Rồi chị mà lý do vì sao mình đổ vỡ, chị mình ở bao nhiêu năm mà mình đổ vỡ cuộc hôn nhân này? Mới có 3 tháng rồi, tại vì vô làm mai á thì không hiểu nhau á thì thôi. Rồi sau đó thì chị có tìm hiểu ai không? Thì cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà không đi tới đâu. Lý do gì mình sao mình tìm hiểu một hai người đó thì mình tìm hiểu bao lâu mà không đi tới đâu vậy chị? Nếu như cũng vài tháng cũng như không hiểu thì không hợp nhau vậy á. Với thời gian, tính chất thời gian công chuyện, công việc á. Rồi thì em lên chương trình này em kiếm bạn nam là từ tuổi là từ 36 cho đến 45. 36 đến 45. Ví dụ như người ta cũng lỡ dở hôn nhân, ta đang nuôi con thì ok không? Dạ được chứ. Cái đó thì em cũng quan trọng. Chứ quan trọng hai người hợp nhau thôi. Rồi khi mà chương trình tìm được người cho chị thì chị có lên Sài Gòn để tham gia chương trình được không? Dạ được chứ. Rồi cái anh đó thì chị muốn là anh đó quê quán ở đâu? Ví dụ như anh đó anh đang ở trên Sài Gòn, chị có thể lên sinh sống với ảnh và buôn bán với ảnh được không? À, dạ được chứ. Dễ ta. Cái đó thì cũng dễ mà. Rồi về ngoại hình thì chị thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Nói chung là cũng không quyết định, nói chung là biết nấu ăn. Trung thể thì trưởng thành á, dạng như trưởng thành thì giúp vợ con vậy đó. Nói chung phụ giúp vợ con. Ngoại hình thì nói chung là nói về nhan sắc á thì nói nhìn thì cũng được, hoặc là không đẹp nhưng mà có gì thì cũng được. Rồi nhưng mà bây giờ nha, ngoại hình nhìn cũng được, nhìn cái gì cũng được, kể em nghe coi. Thì nha thì như mặt nhìn cũng được chứ, nhìn nếu mà không đẹp mà có duyên thì cũng được. Mình mô tả ngoại hình là gương em là gương mặt nha, gương mặt đúng không, ngoại hình mập mạp. Rồi cao mắt 1m7 là được. Chị cao mét mấy mà chị đòi chị cao 1m7? 1m58. 1m58 thì ta 1m65 được rồi, từ 36 đến 45 tuổi ít. Dạ. Cao được 1m7 đó, mày nói thật luôn á. Thì tôi chỉ là vậy thôi, nhưng mà nếu mà gặp thì nếu mà thấy ưng ý là chiều cao nhan sắc là không quan trọng nữa. Rồi quê quán thì không trọng ở đâu luôn đúng không? Quê quán thì nếu mà ở trong miền Tây luôn được, mấy tỉnh miền Tây luôn được cũng được. Rồi Sài Gòn đổ nhưng quê quán là từ Đà Lạt đổ vào á. Từ đâu? Đà Lạt trở vào. Đà Lạt trở vào. Ok. Từ Đà Lạt. Đà Lạt hay Đà Nẵng? Đà Lạt. Rồi Đà Lạt về miền Tây rồi. Còn cái gì nữa không? Chị cần nhu cầu gì nữa không? Dạ. Dạ chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra nữa hả? Rồi suy nghĩ đi ha. Rồi. Dạ rồi. Ha. Rồi buổi casting ngày hôm nay đến đây kết thúc mà chị ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ lại. Dạ giờ chị tắt cuộc gọi rồi giúp em nha. Thấm lúc đỏ á. Rồi cảm ơn chị. Ta giúp em được không ạ? Rồi mình giới thiệu một chút về các thông tin cá nhân của mình trước nhé, như là tên tuổi này,
nghề nghiệp hiện tại cũng như là quê quán của mình này. Rồi mời chị ạ. Nghe bên đó nói nhỏ quá mà không nghe. Dạ chị ơi, giờ mình chủ động chia sẻ bản thân giúp bên em nha, là mình họ tên gì, sinh năm bao nhiêu, hiện tại đang ở đâu và làm công việc gì nha chị. Mình cứ chủ động nói chuyện nha chị. Rồi. Dạ. Mình tên là Lưu Thị Hồng Đào. Mình sinh năm 1983, mình đang công tác tại một trường mầm non ở quận 7. Công tác tại trường mầm non là mình là giáo viên mầm non hay là làm gì ạ chị cụ thể ạ? Chị có nghe rõ em nói không nhở? Dạ nghe nhưng mà rất là nhỏ, có câu được không không? Hiện tại mình đang làm ở trường mầm non là mình làm vị trí gì ạ? Mình là giáo viên mầm non. Là giáo viên mầm non. Vâng, mình là người Sài Gòn luôn hả chị? Hiện tại thì mình đang ở đâu? Mình là ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quận 7 luôn. Rồi, chia sẻ giúp em về về nhiều hơn về bản thân đi nào. Về tính cách của mình này. Bạn có thể nói lại một lần nữa. Chị chủ động chia sẻ giúp em nhiều hơn về bản thân được không ạ? Về tính cách của mình này, mọi người nghĩ mình là người như thế nào, ưu nhược điểm của mình là gì? Mình là người mà cũng không có năng động lắm, không có hoạt bát lắm. Thế trong tình yêu thì mình là người như thế nào? Mình chia sẻ cho em về cái câu chuyện tình yêu của mình được không? Tình trường của mình là như thế nào? Mình đã có gia đình nhà. Mình đã ly hôn được 10 năm rồi. Mình có hiện có một bé trai là 6 tuổi rồi. Thì đó đến nay thì mình cũng có 2 bé trai. Mà cũng Lý do chia tay, vì sao mình lại lý do mình đổ vỡ hôn nhân là chị là gì hả chị? Cái hôn nhân mình là có mình hai là do là cũng hợp với ông xã cũng là quản lý do là ông xã khỏe quá thì có những cái mình không có đáp ứng được á, thì gia trưởng quá là như thế nào hả chị? Áp đặt hay là anh chính bên lúc mà mình có nhà mình là nhau nhau bên nhà mình nhau vì khi mình có về bên nhà mình không có được, mỗi lần mà xin việc đi về rất là khó khăn. Mình thấy như vậy thấy là cuộc sống hôn nhân nó cũng không có được. Tục quá mày ơi, sao nó đi sớm ấy. Vậy thì bây giờ mình có nhu cầu tìm bạn nam như thế nào ạ? Bạn nam là từ 40 trở lên, lớn hơn mình là được. 40 đến 50 tuổi thì có công việc xíu. Mà nếu làm bên đó, có cách bên đó thì dịu dàng hơn là như cách cư xử á. Thu nhập thì thế nào hả chị? Thu nhập thì có công việc ổn định là được, không cao lắm vì mình đi làm có thu nhập. Rồi còn chiều cao hay là quê quán của bạn nam có
có gì mình cần phải lưu ý không? Bạn nam theo đạo có được không? À, mình thì nếu mà bạn nam thì bên đạo Phật càng tốt, tại vì mình làm ở cái bên nhà nước á, thì mình bạn mình bên đạo Phật thì cũng hơi khó khăn mình trước. Còn cái phần chiều cao và mình quá thì mình không quan tâm ở đâu. Rồi, ok ạ. Rồi cảm ơn chị là em đã chương trình đã nhận thông tin của mình này. Thì nếu mà mình vượt qua cái vòng casting đầu tiên này thì sẽ có biên tập làm việc cụ thể về nội dung với mình ở vòng 2 và hẹn mình và tìm cho mình người phù hợp nha chị. Rồi cảm ơn chị ạ. Cảm ơn các bạn. Dạ. Ủa anh để đâu? Anh để vali đâu? Lên xe anh sao có chỗ để? Kia đó chị Ngân để. Chị Đà Uyên, chị là biên tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thì trong đây có cho chị Trúc nữa. Thì buổi casting ngày hôm nay thì trước mắt là em sẽ giới thiệu về bản thân của con trai, giới thiệu họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán. Rồi mình cứ chủ động giới thiệu về bản thân của mình. Rồi, dạ. Mời em. Dạ, em tên là Lê. Em sinh năm 90, quê em ở Bình Thuận ạ. Nghề nghiệp của em bạn Hà ơi, hình như là chị thấy nó bị chập chờn, đúng không? Dạ, bên em thấy rõ chị. Đường truyền nó đang bị chập chờn á, chị không có nghe giật giật. Rồi em cứ giùm chị ha, giới thiệu lại giùm chị nha. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Lệ Hạ, sinh năm 1990, quê ở Bình Thuận, hiện đang làm giúp sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở đâu em? Dạ, ở Gò Vấp ạ. Mình sống với ai em ơi? Dạ, hiện tại thì em đang ở trọ với em trai. Cao bên dậy với mình sao em? Dạ, em dậy ở Gò Vấp, trường mầm non Tâm Toàn Cầu. Giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh là những cái mạnh của mình, hát hò nhảy múa nấu ăn cái gì mà hát gì đó. Em thì hát được, thích nấu ăn. Hát được hả? Hát cho chị vài câu nha. Dạ hiện tại thì đang em đang bị ho, đang đau họng quá chị. Một vài câu chị không có kêu hát nhiều. Kêu cái em quên mất không biết hát về gì nữa. Hát được. Được rồi, còn điểm mạnh gì nữa? Dạ, nấu ăn. Rồi, còn không nè. Dạ, chắc là hết rồi. Hay lắm đúng không? Có thể làm mấy cái đồ mà hen ép này kia để cho các bé chơi đúng không? À dạ, cái đó thì em có thể làm được nhưng mà không có khéo tay lắm hả? Có thể làm được là hay rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là hơi bị tự ti á chị. Em đã từng ly hôn. Ly hôn rồi à? Dạ. Rồi mình có cháu nào không em? Dạ không chị. Em có đây 6 năm. Ly hôn cách đây 6 năm. Vậy là em cái chồng năm bao nhiêu tuổi? Dạ năm em 25. Rồi lý do thì sao mình ly hôn? Ủa mình cưới được bao lâu thì ly hôn em? Dạ tụi em sống với nhau được không ạ? Không hợp với. Cưới nhau 6 tháng rồi là ly hôn rồi. Dạ. Là về vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay sao em? Dạ đúng rồi, vấn đề hai bên gia đình nữa. Nói chung là người lớn còn tại vì em là nhưng nghe lời mẹ quá cho nên là tụi em cứ dừng lại. Cái chị không biết chủ ý. Cái chồng em thời mẹ là nghe lời như thế nào để nó có
em coi ví dụ như người sau, ví dụ chị giới thiệu nó ở mức độ nào thì là em cảm thấy là không đó. Tại vì chồng em á, mẹ chồng em á kiểu là không ưng em, xong rồi là muốn con của mình là dừng lại á, là chồng em là nghe lời, trong khi đó là em đã năn nỉ chồng là nếu mà không ở được với ba mẹ thì thôi chồng dọn ra riêng để từ từ mà từ từ rồi thuyết phục hai bên gia đình sau, nhưng mà chồng em không có đồng ý, đó là chắc là anh phải với em phải dừng lại để anh về sống với ba mẹ anh, báo hiếu cho ba mẹ anh. Ủa nhưng mà lý do tại sao lại không ưa em á em? Dạ tại vì em thì em không có làm được nghề nông á, mà mẹ chồng em thì muốn con dâu là phải làm nông rồi. Đạt mà hồi trước ấy, khi mà em tìm hiểu thì em có biết cái điều đó không á? Dạ không, lúc mà tìm hiểu thì chồng em nói là anh chỉ cần một người biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để phụ má anh làm việc thôi. Khi cưới nhau giờ rồi xong là ba chồng mới nói là không lẽ giờ má chồng con ra làm ở ngoài ruộng mà con ở trong nhà thì cũng khó coi quá. Thôi con ra con phụ má được gì thì phụ. Mà tại vì từ nhỏ tới lớn là em không có làm nông được. Xong rồi bắt đầu mẹ chồng càng ngày càng thấy không hợp, không thích nữa. Rồi kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ đủ thứ á. Vậy là sau 6 tháng là chia tay luôn. Dạ. Là em quen bao lâu mà em tiến đến kết hôn vậy? Dạ chắc tầm 5-6 tháng đó chị. Trời ơi. Ok. Rồi ly hôn 5 năm qua, 6 năm qua chứ, thì em có tìm ai yêu thêm ai không? Dạ cũng có một người. Xong rồi người ta kiểu người ta cũng thấy em ly hôn rồi á, người ta cũng không có thích lắm, gia đình người ta cũng dạng khó khăn á, là không muốn con trai người ta lấy gái đã có chồng rồi, nên là thôi tụi em cũng thôi luôn, là giờ em không quen ai hết. Lâu em quen người sau á được bao lâu? À, quen được 2 năm, lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, là em quen bạn đó. Được 2 năm mà chỉ cho như vậy thôi rồi em dừng đó dừng. Dạ, tại vì cái lúc đó là người ta nói là gia đình anh á, thì hồi trước tới giờ là không có ai ly dị hết. Bây giờ anh mà cưới em á, thì em đã đám cưới một lần rồi, không biết là gia đình em có tổ chức đám cưới cho em hay không. Rồi nói những cái câu mà làm cho mình bị tự ti á chị. Xong rồi là nên thôi em dừng lại. Và bạn đó cũng có người khác. Chắc là bạn đó có người khác nên bạn đó kiếm chuyện. Là sau khi chia tay mới biết bạn có bạn khác hả? Dạ đúng rồi, sau khi chia tay thì bạn đó quen cái bạn làm chung công ty luôn. Rồi hình như hai bạn bây giờ là đã kết hôn rồi. Ok. Rồi bây giờ mình muốn một người như thế nào à, Hạ ơi? Dạ. Một người đàn ông trước mắt thì cao hơn em, có nghề nghiệp ổn định, đủ đảm bảo để cuộc sống của vợ con. Rồi một người em rồi định là ổn định là thu nhập bao nhiêu, em cho chị cái mức luôn đi ha. Nếu mà đàn ông mà sống ở Sài Gòn thì chắc là phải tầm trên 10 triệu. Rồi, cao thì sao? Em nói cao hơn em là cao bao nhiêu được? Cao hơn em thì tầm 1m7. Em cao mét 5. Dạ em cao 1m6. Rồi 10 triệu trở lên thì đủ đúng không? Rồi bên là diễn tả cho chị một xíu ha, để chị nhìn bằng mắt thường này, là chị thấy được là cái anh đó nó ảnh phù hợp với em, ví dụ như là tóc, tai, mặt, mũi, miệng, tay chân, da, tóc đồ. Dạ cái đó thì em dễ tính, nếu mà mình tóc tai mình có thể thay đổi được.
em cũng không quan trọng mấy cái chuyện đó. Ừ, chủ yếu là tấm lòng người ta như thế nào thôi à. Ok chị, thôi chị sẽ, nhưng mà em cũng phải nói là ừ, người đó mập hay ốm hay như thế nào đó. Nhưng mà ví dụ dạ, mập hay ốm hả? Em thích là vừa vừa mập mẫm mỉm là được rồi, không ốm quá cũng không mập quá. Em rồi, có cái gu nào nhất định không em? Ví dụ như anh Quyền Linh hay là anh Bình Minh hay là ai chẳng hạn, thì chị nhìn vô chị còn biết cái gu em là gì. Chứ mà bây giờ em cứ nói chung chung thì chị chẳng lẽ chị ghét ai, ai cũng được, cũng kỳ ha. Dạ anh Quyền Linh cũng được, mọi người đàn ông của gia đình. Rồi, nghề nghiệp, nghề miễn sao là xin mời chịu thì chị ok rồi. Tuổi thì sao em ơi? Ta dạ. Bán tuổi thì hơn tuổi của em, hơn hơn từ từ 2 tuổi là được không? Gọi nhỏ hơn em được không? Nhỏ hơn em thì em sợ người ta không chịu em thôi chứ. Chút đi nè, chứ chị không hỏi người ta đâu. Chị ta giờ sẽ dạ. Cách nói nhỏ hơn cũng được, nhưng mà nhỏ ít thôi, tầm 1 tuổi đến 2 tuổi thôi. Tại vì phụ nữ mình sau này sẽ già hơn đàn ông nhiều lắm. À, cái anh đó anh cũng ly dị như em vậy. Em, con thì em ok không? À, nếu mà ly hôn rồi, đã có con rồi hả chị? Ừ. Nếu như nếu với điều kiện là anh đó ảnh tốt chứ không phải là em sợ là những người ly hôn rồi á là có vấn đề giống như kiểu chồng của em, nên em không có niềm tin nhiều giống chọn ly hôn. Là ly hôn do không hợp nhau chứ không phải là gì ly hôn về vấn đề là nghe lời mẹ giống như chồng em đúng không? À đúng rồi. Rồi.